Thưa quý vị, 3 ngày nay Đà Nẵng dồn sức dọn dẹp môi trường sau bão. Tính đến 19 giờ tối qua ngày 17 tháng 10, lượng rác thải đã được thu gom đưa về bãi rác Khánh Sơn đã lên hơn 6.000 tấn. Không chỉ có ban ngày, công nhân môi trường phải tổ chức dọn rác xuyên đêm. Đây là khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Tự, Nguyễn Phước Thái thuộc phường An Khê, quận Thanh Khê. Rác thải ngập tràn, chất cao như núi. Theo xí nghiệp môi trường quận Thanh Khê, khoảng hơn 200 khối rác được người dân tập kết về đây. 30 chuyến xe tải mới vận chuyển hết lượng rác này. Làm ngày không xuể, đơn vị phải tổ chức làm đêm. Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết lượng rác thải đưa về xử lý tại bãi rác Khánh Sơn tăng đột biến trong 3 ngày qua, lên hơn 6.000 tấn. Trong đó, công ty thu gom hơn 4.700 tấn, số còn lại do Urenco miền Trung thu gom. Ngoài phương tiện hiện có của công ty, thì công ty cũng thuê thêm 50 xe tải ben, 10 xe múc và tổ chức lực lượng để làm cả ngày lẫn đêm giải phóng toàn bộ lượng rác trên địa bàn thành phố sau bão số 5 để đảm bảo nhất công tác vệ sinh môi trường, tránh cái tình trạng mà nếu mà trường hợp bão số 6 vào thì bão chồng bão, rác chồng rác. Trận ngập lụt vừa qua đã làm phát sinh khối lượng rác thải rất lớn, hầu hết là rác công kênh như bàn ghế, giường tủ bị hư hỏng do ngầm nước. Nhờ nỗ lực làm 3 ca, tăng giờ nên những bãi rác tập kết phát sinh quy mô lớn như thế này vơi dần. Sau cái đợt lụt số 5 vừa rồi thì cái lượng rác trên cái địa bàn quận Thanh Khê mình á thì nó tăng gấp 5 lần, gần gấp 6 lần ngày bình thường. Nỗ lực của xí nghiệp cũng như là công ty địa phương đã hỗ trợ cho xí nghiệp rất là nhiều về mặt phương tiện cũng như là về mặt tinh thần thì xí nghiệp sẽ cố gắng hoàn thành xong cái nhiệm vụ mà công ty giao cũng như thành phố giao ạ. Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết đến đêm ngày 17 tháng 10, lượng rác thu gom đã đạt gần 80% tổng lượng rác phát sinh. Đơn vị đang phối hợp với Urenco miền Trung đẩy tiến độ nhanh nhất có thể để nhanh chóng xử lý dứt điểm lượng rác thải phát sinh sau bão nhằm sớm khôi phục cảnh quan môi trường cho thành phố. Cùng với dọn rác trên đường phố, khu dân cư, đơn vị cũng đang tập trung dọn rác biển.